Bạn có 2 tháng để loại bỏ chiếc bụng mỡ cứng đầu. Bạn đã ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tập thể dục, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu bạn muốn nhanh chóng thấy được kết quả rõ rệt, bạn phải tập luyện với cường độ cao 4 lần một tuần. Các buổi tập của bạn phải bao gồm 3 thành phần chính: cardio, bài tập với trọng lượng cơ thể và giãn cơ. Hãy bắt đầu với cardio nhé! Bài tập đầu tiên là Jumping Jack. Giống như đa số các bài cardio khác, Jumping Jack giúp cân bằng nhịp tim và huyết áp, tăng cường lưu thông máu huyết trong toàn cơ thể, giúp đốt cháy mỡ nhanh chóng và khởi động cơ bắp của bạn cho phần còn lại của buổi tập. Đứng thẳng, hai chân khép và hai tay buông dọc theo thân người. Hơi trùng gối xuống, nhảy lên và mở hai bàn chân sao cho rộng bằng hông. Đưa cánh tay của bạn lên không trung, nhảy một lần nữa, hạ cánh tay xuống và khép hai chân. Trở về tư thế ban đầu, thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 30 đến 60 giây. Tiếp theo, hãy thử nhảy sang hai bên. Đây là một cách hoàn hảo để rèn luyện bắp chân, chân và hông. Ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể nhảy từ bên này sang bên kia. Bài này thúc đẩy sự cân đối và giúp giảm cân, tăng hiệu suất tập luyện và cải thiện tim mạch. Dù chơi môn thể thao nào thì bài này cũng là bắt buộc vì chúng mang tới tốc độ cần thiết cho đôi chân của bạn. Bắt đầu ở tư thế đứng hai chân rộng bằng hông và hai tay buông dọc theo thân người. Trùng gối và gập hông của bạn rồi nhảy cả hai chân sang bên trái, sau đó sang bên phải. Khi bạn tiếp đất, hãy gập hông và trùng đầu gối một lần nữa để làm cho động tác trơn tru hơn. Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 30 đến 60 giây. Chuyển sang nhảy squat nào. Đây là một phiên bản có cường độ cao hơn của squat thông thường. Nhảy squat tác động vào cơ bụng dưới, làm săn chắc đôi chân và cải thiện sức mạnh cũng như sự thăng bằng của bạn. Chúng cũng sẽ nâng cao kỹ năng chạy nước rút, thích hợp cho các môn thể thao như bóng đá, điền kinh hoặc bóng chày. Đứng với hai chân rộng bằng vai, trùng gối và hạ hông để vào tư thế squat thông thường, siết chặt vùng lõi và đẩy cơ thể lên khỏi sàn. Khi bạn mở rộng hai chân, bàn chân nên cách sàn một khoảng nhỏ. Khi tiếp đất, hãy về lại tư thế squat và chuyển sang lần nhảy tiếp theo. Thực hiện 2 hiệp, mỗi hiệp 10 lần. Khởi động xong rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tăng cơ nhé. Bắt đầu với gập bụng. Đây là bài hoàn hảo mang tới cho bạn một chiếc bụng 6 múi. Nó tác động riêng vào cơ bụng và tăng cường sức mạnh cho cơ lõi. Hãy nằm ngửa, hai chân rộng bằng hông, gập đầu gối, cánh tay của bạn phải đặt ở phía sau đầu. Hãy sử dụng cơ bụng và nâng phần thân chân lên. Giữ trong 2 đến 3 giây rồi trở về tư thế ban đầu. Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần. Tiếp theo là đá kiểu con lừa. Đá kiểu con lừa nhằm vào cơ mông theo cách mà nhiều bài tập tổng hợp khác không thể. Nó sẽ giúp cơ mông ổn định và săn chắc hơn. Bạn có thể tập động tác này mà không cần thiết bị và có thể điều chỉnh theo mọi cấp độ thể lực. Nó cũng giúp đôi vai của bạn khỏe hơn vì bàn tay sẽ phải nâng đỡ cân nặng của cơ thể. Chống cả hai tay hai chân, đặt hai tay thẳng dưới vai. Tiếp theo, đưa đầu gối xuống ngay dưới hông. Giữ cho gối trái của bạn gập một góc 90 độ. Uốn bàn chân và nâng nó lên. Đầu gối phải song song với hông của bạn. Bây giờ hạ đầu gối xuống nhưng không để nó chạm sàn. Thực hiện 10 lần với mỗi chân rồi đổi chân. Chống đẩy. Đây chính là một động tác kinh điển không bao giờ lỗi thời. Động tác này giúp thân trên khỏe hơn và rèn luyện bắp tay sau, cơ ngực và vai. Nếu bạn thực hiện đúng tư thế, chống đẩy cũng giúp lưng dưới và vùng lõi của bạn khỏe hơn. Hãy nằm xuống sàn, đặt hai tay rộng hơn vai một chút, duỗi thẳng cánh tay và chân, hạ ngực xuống cho đến khi gần chạm sàn. Sau đó đẩy người trở lại vị trí ban đầu. 3 hiệp, 5 lần là đủ rồi đấy. Tiếp theo là vua của mọi bài tập, plank. Nó củng cố cột sống và cơ bụng của bạn, tăng cường quá trình trao đổi chất và rèn luyện toàn bộ cơ thể. Nó cũng cho bạn tư thế chuẩn hơn, nghĩa là bạn sẽ khỏe mạnh hơn về tổng thể. Hãy nằm trên sàn, khuỷu tay thẳng dưới vai, hai tay áp phẳng xuống sàn, giữ cẳng tay và đầu gối ở trên sàn, siết cơ bụng và từ từ nâng người lên thành một đường thẳng từ đầu gối đến đầu. Giữ nguyên như vậy càng lâu càng tốt. Đã đến lúc tập sit up. Động tác này không chỉ làm săn chắc cơ bụng và xây dựng cơ bắp mà còn rèn luyện khả năng thăng bằng cho bạn. Hãy nằm ngửa, gập gối, hai bàn chân áp phẳng trên sàn. Chậm rãi kéo người trên lên cho đến khi bạn ngồi dậy. Trở về tư thế ban đầu và thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần.
Tăng thêm độ khó với bài bắc cầu nhé. Bài này tập trung riêng vào cơ mông và cơ đùi sau, cải thiện khả năng thăng bằng và giúp toàn bộ cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn. Nằm ngửa, gập gối và đặt bàn chân lên sàn nhà. Hai cánh tay duỗi dọc theo thân người với lòng bàn tay úp xuống. Nâng hông lên sàn sao cho hông thẳng hàng với vai. Giữ nguyên tư thế đó trong 3 giây, sau đó hạ người xuống. Thực hiện 3 hiệp 15 lần. Động tác tiếp theo là Plank Jack. Bài này sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn và củng cố cả thân trên và thân dưới của bạn. Bắt đầu ở tư thế Plank với hai cánh tay mở rộng. Lòng bàn tay đặt ngay bên dưới vai để nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Đặt hai chân cạnh nhau. Cơ thể của bạn phải là một đường thẳng tính từ đầu đến gót chân. Siết cơ mông và cơ bụng rồi nhảy đẩy chân sang hai bên như khi bạn tập jumping jack đứng. Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 60 giây. Chuyển sang lunge bend. Đây là một bài tập tuyệt vời để rèn luyện cả đùi trong và đùi ngoài của bạn. Bắt đầu ở tư thế đứng, hai chân rộng hơn vai. Hướng ngón chân của bạn về phía trước và dồn trọng lượng cơ thể sang một chân. Gập đầu gối để tạo thành một góc 90 độ. Chân kia duỗi thẳng. Trở lại vị trí ở giữa và tập tương tự với bên còn lại. Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 20 lần. Tiếp đến là gập bụng đạp xe. Động tác này sẽ giúp vùng lõi và đùi của bạn khỏe hơn, cũng như tôn lên 6 múi bụng. Nó có một chút cardio, nghĩa là bài này đốt cháy calo rất hiệu quả. Hãy nằm trên sàn, nâng hai bàn chân lên và gập đầu gối. Đặt hai tay ở phía sau đầu, nâng ngực và cúi người về phía trước. Đưa khuỷu tay trái và đầu gối phải của bạn lại gần nhau, đồng thời duỗi thẳng chân đối diện. Đổi bên và thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 20 lần. Hãy cùng tập V-Up nhé! Bài này giúp bạn gia tăng sức mạnh và đốt cháy thêm calo. V-Up cực kỳ hiệu quả đối với cơ bụng trước, cơ bụng hai bên và lưng dưới. Nằm ngửa trên sàn, duỗi thẳng chân và tay. Nâng chân tay khỏi sàn một chút, siết cơ bụng, nâng dứt khoát cả cánh tay và chân để chúng gặp nhau ở phía trên thân mình, như thể bạn đang cố gắng chạm tới ngón chân. Trở về tư thế ban đầu, thực hiện 3 hiệp 15 lần. Hãy thử cả nằm nghiêng nâng chân nhé. Động tác này rèn luyện cơ bụng dưới và giúp bạn có tư thế chuẩn hơn cùng tốc độ cao hơn. Hãy nằm nghiêng và duỗi thẳng chân. Nâng chân phía trên của bạn lên một góc 45 độ. Giữ nguyên tư thế này trong 1 giây rồi từ từ hạ xuống như cũ. Thực hiện 2 hiệp 15 lần rồi đổi chân. Kết thúc với một số động tác giãn cơ để hạ nhiệt cho cơ bắp nào. Bắt đầu với tư thế rắn hổ mang. Nó làm cho cơ bắp của bạn khỏe và dẻo dai hơn, đặc biệt là cơ dựng sống. Nó còn kéo dài vai, cổ và bụng nữa đấy. Tư thế này cũng tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Hãy nằm xuống, duỗi thẳng hai chân và chống hai bàn tay để nâng đỡ vai. Nhấn hông của bạn xuống sàn và từ từ duỗi thẳng cánh tay, đưa ngực lên khỏi sàn. Đẩy bả vai của bạn về phía sau và giữ trong 30 giây. Đến lúc cho tư thế đứa trẻ rồi. Nó sẽ giúp bạn kéo căng đùi, hông và cổ chân, giải phóng căng thẳng ở lưng, vai và ngực. Nó còn có tác động lên các cơ quan nội tạng của bạn và xua tan căng thẳng nữa đấy. Đầu tiên, hãy chống bàn tay và đầu gối. Ngón chân khép lại và gót chân đặt xa nhau. Suy nghĩ chậm lại. Mở rộng hai đầu gối và cúi người về phía trước để hạ thân mình xuống sàn. Giữ cánh tay duỗi dài và mở rộng lòng bàn tay đặt sấp. Thư giãn vai của bạn, đưa chúng về phía sàn và giữ nguyên tư thế đó trong 30 giây. Động tác cuối cùng là căng ngực. Nó sẽ giúp các cơ của thân trên thư giãn và mang tới cho bạn tư thế chuẩn hơn. Đứng trước một cánh cửa đang mở, đặt cánh tay của bạn ở cả hai bên của khung cửa, một góc 90 độ. Duỗi người về phía trước qua cánh cửa. Bạn cần dừng lại khi cảm nhận thấy lưng giãn ra. Giữ như vậy trong 30 giây. Trong khoảng một tuần, bạn sẽ nhận ra rằng cân nặng của mình đã giảm xuống và thấy việc tăng cơ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong vài tháng, ngực bạn sẽ nở ra và 6 múi sẽ hiện rõ. Bạn sẽ nặng thêm vài cân do tăng cơ và trở nên khỏe mạnh hơn. Vì vậy, sẽ tới lúc bạn thậm chí còn có thể nâng tạ nặng hơn trọng lượng cơ thể của mình nữa đấy. Bạn có cảm thấy buồn ngủ và uể oải vào buổi sáng không? Bạn có thể đánh tan cơn mệt mỏi bằng cách tắm vòi sen. Hoặc bạn có thể thử thách bản thân với một bài tập toàn thân. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sảng khoái hơn mà còn rèn luyện cơ bắp của bạn nữa.
Chỉ cần thực hiện bài tập phức hợp này trong 1 tháng thôi là bạn sẽ không nhận ra cơ thể của mình nữa đâu. Số 1, squat. Đứng thẳng, hai chân rộng hơn vai một chút. Sau đó, trùng gối và từ từ hạ người xuống một chiếc ghế tưởng tượng. Hoặc bạn có thể sử dụng một chiếc ghế thật để hiểu ý tôi trước. Nhớ mở rộng ngực, nhìn về phía trước và không để đầu gối của bạn vượt qua ngón chân. Đầu gối nên hướng về phía trước chứ không phải sang hai bên. Ngồi nguyên ở điểm thấp nhất trong vài giây, sau đó quay trở lại tư thế ban đầu. Bài tập này nhắm vào hầu hết các cơ ở chân, từ bắp chân đến đùi của bạn. Nó cũng tác động vào cơ mông và cơ lưng dưới. Thực hiện 3 hiệp 12 lần với động tác này, bạn có thể dần tăng số lần và hiệp khi cơ thể trở nên khỏe hơn. Hoặc bạn có thể lấy một thanh tạ nếu có, đặt nó trên vai, nhưng nhớ không để nó lên cổ để tránh chấn thương nhé. Số 2. Plank nằm nghiêng nâng chân. Bài tập này cực kỳ hiệu quả trong việc tập luyện cơ bụng, cơ mông, cơ bụng hai bên và cơ đùi ngoài. Hãy bắt đầu bằng cách nằm nghiêng trên sàn với một cẳng tay chống dưới vai và hai bàn chân đặt cạnh nhau. Siết chặt vùng lõi và nâng hông khỏi sàn. Cơ thể của bạn nên tạo thành một đường thẳng từ đầu tới chân. Hoặc bạn có thể chống người trên cánh tay duỗi thẳng chứ không phải khuỷu tay. Phương pháp này đòi hỏi nhiều kỹ năng giữ thăng bằng hơn nhưng sẽ tác động nhiều hơn vào các cơ bắp. Nâng chân trên của bạn lên không trung, giữ nguyên trong vài giây rồi hạ xuống. Thực hiện 15 lần, sau đó đổi bên và thực hiện thêm 15 lần ở chân kia. Nhắm đến việc hoàn thành 3 hiệp mỗi chân. Số 3. Plank với gối chạm khuỷu tay. Vào tư thế plank với hai tay duỗi thẳng và đặt ngay bên dưới vai. Siết chặt cửa lõi và giữ lưng thẳng từ đầu đến chân. Đầu của bạn phải nằm thẳng hàng với cổ. Bạn có thể chọn một điểm trên sàn và hướng mắt tập trung vào đó. Đẩy đầu gối phải về phía khuỷu tay trái, sau đó duỗi thẳng chân mà không để nó nằm trên sàn. Sau đó lại đưa đầu gối về phía khuỷu tay, thực hiện 3 hiệp 12 lần với mỗi bên. Số 4. V-up. Hãy nằm ngửa trên sàn, duỗi thẳng tay qua đầu, siết chặt vùng lõi và cơ bụng rồi từ từ nhấc chân và thân trên lên khỏi sàn. Thân mình và chân của bạn tạo ra hình chữ V. Để khiến bài tập này thêm phần khó khăn, bạn có thể cố chạm vào các ngón chân khi đang ở vị trí cao nhất, giữ nguyên trong 2 giây rồi từ từ hạ lưng xuống. Thực hiện 3 hiệp 12 lần, nghỉ giữa hiệp 30 giây. Nhớ hít thở sâu khi thực hiện bài tập này nhé. Nín thở sẽ lợi bất cập hại đấy. Hãy cố gắng giữ tư thế chữ V lâu hơn một chút so với buổi tập hôm trước. Theo thời gian, V-up sẽ khiến cơ bụng dưới và trên của bạn khỏe và săn chắc hơn, cải thiện thăng bằng và sự ổn định vùng lõi, đồng thời rèn luyện cơ lưng dưới của bạn. Số 5. Giơ chân ngược. Bắt đầu với chân tay đều chống xuống sàn. Nâng chân phải của bạn để tạo thành một đường thẳng từ đầu đến ngón chân. Giữ nguyên tư thế này trong vài giây, sau đó hạ đầu gối trở lại sàn. Thực hiện 15 lần cho chân phải, sau đó lặp lại tương tự với chân trái. Cố gắng hoàn thành 3 hiệp với mỗi chân. Hãy nhớ rằng hông của bạn phải song song với mặt sàn trong suốt bài tập, như vậy bạn sẽ tận dụng được tối đa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ củng cố sức mạnh và tôn lên cơ mông, cơ đùi trước, cơ bụng và cơ đùi sau. Số 6. Đá kiểu con lừa. Tư thế cho bài tập này vẫn giống như bài trước, chống cả tay và chân. Nâng chân phải của bạn lên, nhưng lần này hãy gập đầu gối một góc 90 độ. Hãy giữ tư thế này trong vài giây. Nhớ giữ cho đùi trên của bạn song song với sàn nhà, sau đó hạ chân trở lại sàn. Thực hiện 3 hiệp 15 lần với mỗi chân. Đá kiểu con lừa chủ yếu nhắm vào các nhóm cơ giống như động tác giơ chân ngược, cơ mông, cơ đùi sau, đùi và lưng dưới. Bài này cũng tác động đến vùng lõi và cơ tay của bạn. Số 7. Nâng hông. Hãy nằm ngửa trên sàn, gập đầu gối và hai tay để dọc theo thân mình. Nâng hông lên không trung bằng cách siết chặt cơ mông và cơ vùng lõi. Cơ thể của bạn phải tạo thành một đường thẳng từ đầu gối đến vai. Giữ nguyên tư thế này trong vài giây, sau đó hạ người xuống, nhưng đừng chạm lưng xuống sàn. Bạn phải nâng hông lên ngay lập tức. Thực hiện 3 hiệp 15 lần mỗi ngày. Bài này sẽ giúp cơ mông, cơ đùi sau, cơ bụng và cơ lưng dưới của bạn khỏe và săn chắc hơn trong vòng 1 tháng. Số 8. Chống đẩy với tường. Để kết thúc buổi tập, hãy thực hiện tư thế chống đẩy với tường nhé. Đặt hai tay rộng bằng vai nào. Khuỵu cánh tay, bước lùi lại cho đến khi bạn chống vào tường với một góc 30 độ. Giữ cho toàn cơ thể của bạn thẳng, đồng thời sử dụng cơ mông, chân và cơ vùng lõi. Duỗi thẳng cánh tay và đẩy người ra xa tường về tư thế gần như thẳng đứng.
sau đó lại khuỵu cánh tay và từ từ hạ thấp người về phía tường. Hãy kiểm soát chuyển động để mà không đâm thẳng vào tường nhé. Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 15 lần và tăng số lần lên khi bạn thấy mình đã khỏe hơn. Nếu bạn muốn thử thách bản thân hơn nữa thì hãy lùi thêm về phía sau. Bài tập sẽ khó hơn rất nhiều ngay tức khắc. Toàn bộ buổi tập này không mất nhiều thời gian và điều hay nhất là nó tác động đến các nhóm cơ quan trọng nhất và bạn chẳng cần thiết bị bổ sung nào. Nếu duy trì tập luyện hàng ngày, bạn sẽ thấy kết quả sau 1 tháng. Nhưng nếu bạn vẫn đang tìm kiếm thêm động lực thì sau đây là một số mẹo và thủ thuật hữu ích nhất trong việc tập thể dục tại nhà. Hãy cố tập thể thao vào buổi sáng. Đến tối, đa số mọi người đều mệt nhoài sau một ngày làm việc hoặc học hành vất vả. Họ chẳng muốn cố gắng tập tành hay thậm chí là đi lại. Hơn nữa, nếu bạn tập thể dục vào buổi sáng, bạn sẽ tỉnh táo và cảm thấy tràn đầy sức sống trong suốt ngày dài. Nếu bạn chưa quen với việc tập tành hoặc đã bỏ bê việc tập đã lâu, hãy bắt đầu với số lần ít hơn. Tăng từng chút một cường độ của buổi tập qua mỗi ngày mới. Mặc dù bạn không cần đến phòng tập và hoàn toàn có thể thực hiện buổi tập khi mặc đồ ngủ, nhưng hãy cứ sắm cho mình một bộ đồ thể dục thoải mái. Riêng chuyện mặc đồ tập gym đã tạo động lực cho bạn rồi đấy. Luôn mang theo túi đồ tập gym, ví dụ như trong văn phòng hoặc trong ô tô của bạn. Ai biết được khi nào bạn có cơ hội tập nhanh vài bài nhỉ? Tiếp tục xây dựng lộ trình hàng ngày của bạn và cố gắng thêm một số bài cardio vào. Túi tập đồ gym sẽ phát huy công dụng khi bạn muốn chạy bộ sau giờ làm việc. Bạn cũng có thể bắt đầu dùng tạ hoặc mua giày kháng lực để tăng phần thử thách. Đá kiểu con lừa với giày kháng lực sẽ hoàn toàn khác biệt đấy. Nếu bạn không thể dành thời gian để tập toàn thân thì hãy thêm vài bài vào thói quen hàng ngày. Ví dụ như hãy quy định rằng mỗi ngày bạn phải chống đẩy 10 cái trước khi lướt mạng xã hội hoặc ăn quà vặt. Hoặc bạn có thể thực hiện sit-up, squat và jumping jack trong lúc TV phát quảng cáo. Đi dạo vào cuối tuần. Trước khi đi, hãy gọi điện trò chuyện với bạn bè. Không khí trong lành, bạn bè và tập thể dục. Một mũi tên trúng ba đích nhé. Nói về bạn bè thì bạn luôn có thể tìm thấy một người bạn tập cùng. Sự cạnh tranh lành mạnh chắc chắn sẽ tạo thêm động lực cho bạn. Mấu chốt của việc chơi thể thao là tận hưởng điều bạn làm. Hãy tìm ra môn bạn thích nhất, có thể là bơi lội, hoặc có lẽ bạn rất giỏi chơi bóng chuyền bãi biển. Hãy chọn bất kỳ hoạt động nào mà bạn thích. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.